TrueSmart hân hạnh đồng hành cùng NH Media. Sửa chữa thiết bị di động, hãy đến với TrueSmart. Chào mừng các anh em đã quay trở lại, mình là Cam Lợn và mình vẫn ăn hại như mọi khi mà thôi. Hôm nay trên bàn mình đặt một con chuột, lâu lắm rồi mà review gaming gear dành cho anh em. Đây là con chuột G502 Hero đến từ hãng Logitech. Có lẽ các bạn đã biết quá rõ về con chuột G502 rồi. Một trong những con chuột, nếu không phải là con chuột phổ biến nhất của Logitech về mảng gaming, thì mình đã dùng con chuột G502, nó chính là con chuột này mình đang để ở đây dùng rất lâu rồi. Đây là G502 đời đầu Proteus Core, chỉ là led một màu, là màu xanh lam mà thôi. Vì sau đó hãng có so sánh một con chuột nữa là Proteus Spectrum, cũng G502, thì là y hệt con chuột này với led RGB. Và bây giờ phiên bản thứ 3 của chiếc G502, đó là G502 Hero, chúng ta sẽ cùng nhau trên tay một hộp để xem con chuột này nó khác gì so với các phiên bản trước đó như kiểu Spectrum hay Proteus Core. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Con chuột này thì mình vừa mới hôm qua mượn tại Anfat, thấy khá là hứng thú, nghe nó rất là lạ, tại sao gọi là Hero. Thì nếu các bạn có nhu cầu sau khi xem xong video muốn mua một con chuột như thế này hoặc bất kỳ sản phẩm kinh nghiệm nào khác thì có thể tham khảo dưới phần mô tả video, link của anfatpc.com.vn. Và đây sẽ là cái màn mở hộp, thực sự thì nó không có gì nhiều trong hộp này đâu. Đấy, ở trong chúng ta có một ít giấy tờ sẽ sử dụng như vậy. Các bạn thì thấy là đây ghi là G502 Hero, cổng cắm USB, Logitech Support, bla bla bla. Và đằng sau sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo tạ ra như thế nào. Ở bên trong hộp thì cũng không có gì nhiều. Chúng ta đương nhiên có con chuột và có rất nhiều giấy tờ liên quan đến bảo hành và cũng như là một số hướng dẫn cơ bản. Đây là cái hướng dẫn của Logitech tặng kèm cho các bạn. Ở đây sẽ là cổng USB, đương nhiên rồi, cắm thẳng vào máy tính này. Các bạn có thể lên trên mạng lấy driver ở trên website của Logitech. Và đương nhiên bên dưới chúng ta vẫn có cái chỗ để tạ giống như chuột G502. Đó là các bạn có được tặng kèm 5 cục tạ ở bên trong, mỗi cục tạ có trọng lượng là 36g, 36 hay 23,6g gì đấy, để các bạn thể thay thêm vào. Đây là chú chuột chúng ta bọc trong một miếng nhựa như vậy. Và bên dưới là con chuột với một cọng cáp gắn liền và hộp đựng tạ. Hộp đựng tạ này thì trước kia G502, cả Proteus Core và Proteus Spectrum đều có. Và bên này chúng ta sẽ có 5 miếng tạ ở bên trong. Và mỗi miếng tạ là 3,6g. Ở đây 3,6g hoặc 36g, 36g thì nó cũng vãi. Đây, mỗi miếng tạ là 3,6g. Các bạn thể gắn 1, 2, 3, 4 hay tất cả 5 cục tạ này vào bên trong con chuột để tăng độ nặng lên. Nếu các bạn cảm thấy chuột nó chưa đủ nặng, còn mình thấy thì nó đã quá đủ nặng rồi. Mình thậm chí mình còn muốn cái con chuột G502 nó nhẹ đi cơ. Nhưng mà đó là cái điểm yếu cố hữu của chuột G502 của Logitech là nó quá nặng. Cái này có lẽ các bạn để cho vui thôi, chứ còn lắp tạ vào nữa thì nặng lắm. Quay trở lại với con chuột thì thật thà mà nói, nếu mà lướt qua thì các bạn không thể nào phân biệt được đâu là G502 mới Hero và G502 cũ. Đây, hai con chuột mình để bên cạnh nhau. Từ cái form của nó đến các cái chất liệu hoàn thiện đến tất cả các nút bấm và vị trí đều y xì đúc nhau, không khác nhau bất kỳ một tí gì. Cái điểm các bạn có thể nhìn thấy khác đó là cái logo Logitech ở đây. Thì chiếc G502 Hero hoán đổi sang cái logo Logitech mới nhìn hiện đại hơn. Còn chiếc G502 đầu tiên phiên bản original của mình này thì nó vẫn như vậy. Và cái miếng nhựa ở bên cạnh ấy, đó cái miếng mà để tháo cái nắp đít ra thì nó sẽ là màu đen thay vì màu xanh lam ở trên chiếc G502 phiên bản đầu. Đó, cái chỗ này các bạn thấy là cái viền nó màu xanh lam, trong khi G502 Hero thì nó sẽ là màu đen. Một điều khác biệt nữa mà các bạn thể nhìn thấy được đó là cái sợi dây. Thì Logitech họ có nói rằng là cái sợi dây mới trên G502 Hero sẽ làm mảnh hơn, mềm dẻo hơn. Đó, và cũng khó bị rách hơn. Đương nhiên là cái chiếc G502 nó cũng có một cái dây rất là tốt rồi, nhưng mà dây cũng tương đối to mặc dù mềm. Và cái vỏ bọc dù của dây trên G502 thì khá là dễ bị hỏng, bị bong chóc khi mà các bạn để bị kẹp vào góc bàn hay là bị kiểu cọ kiếc vào đâu, nó rất dễ bong cái dây sợi vải dù này ra. Còn lên trên G502 Hero thì như hãng còn nói rằng sợi dây này sẽ làm bền hơn và khó bị bong cái vải dù bên ngoài, và cũng sẽ mềm hơn cũng như là gọn hơn dành cho các bạn sử dụng tốt hơn. Thì đó là cái sự khác biệt cơ bản ở bên ngoài. Còn ở bên trong thì sao? Nó sẽ nằm ở cái mắt đọc này. Đó là lý do tại sao mà Logitech gọi nó là G502 Hero. Đây là cái mắt quang mới có độ phân giải DPI lên đến là 16.000 so với 12.000 trên chiếc G502 cũ. Và cái mắt đọc này gọi là Hero, theo như mình không nhầm, nó sẽ là viết tắt của cái từ là High Efficiency Rated Optic. Thì nó là tại sao đặt tên là Hero. Và như Logitech có nói, đây, ngay ở trên hộp các bạn nhìn thấy được, đó là Next Generation Hero Sensor. Tức là chúng ta sẽ cảm biến Hero thế hệ mới, đem lại sự chính xác khi tracking lên đến 16.000 DPI. Không có làm mượt, không có gia tốc và không có bất kỳ một gì cả. Các bạn gì như thế nào thì con chuột đúng là như vậy. Và vẫn có 11 nút, vẫn còn lăn Hyper Fast Scrolling này. Các bạn vẫn có cái trọng lượng bên trong là 125g, kèm theo đó là 3,6g dành cho mỗi cục tạ. Và thêm nữa thì chúng ta vẫn có G-Lite Sync, đó là công nghệ LED RGB của Logitech.
Mình có nói lộn một chút, đó là 121g hoặc 115g. Mình nhớ hơi nhầm Và ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái nút bấm chuột trái chuột phải với cái độ bền lên đến 50 triệu lần nhấn. Và một nút còn lại, cảm giác nó y hệt như nhau. Mình sẽ cho các bạn nghe thử chính xác âm thanh của cái click này nó như thế nào. Ở bên dưới như vậy, đây là G502 và G502 Hero. Thì các bạn thấy là cái fit chuột nó làm y hệt nhau, chất liệu giống hệt nhau và vị trí cũng không khác gì luôn. Và vẫn có thể cậy ra để tay tạ bên trong, và thậm chí tạ của chiếc G502 Hero có thể gắn được vào G502 thường. Cái con chuột này thì từ trước đến giờ mình đều có một cái đánh giá, đó là tương đối nặng nhưng mà form cầm rất sướng, cực kỳ ôm tay và vừa vặn. Và tất cả các nút nó đều đặt trong những vị trí hợp lý. Nếu mà nào chưa dùng G502 thì mình sẽ chia sẻ thêm các bạn một chút. Đó là chúng ta có cái nút ở đây. Mình không nhớ là cái gì nó gọi là G-button hay gọi là nút gì đó ở cái chỗ này, ngón tay cái này. Thì mặc định nó sẽ chỉnh về cái chế độ là giảm DPI. Ví dụ khi các bạn chơi game mà các bạn súng sniper chẳng hạn, mà khi các bạn cảm thấy rằng là DPI nó cao quá nhưng mà sẽ phù hợp với lúc các bạn chơi bình thường, nhưng mà khi ngắm kiểu ngắm súng sniper chẳng hạn mà cảm giác DPI như vậy hơi cao, thì các bạn có thể chỉnh cái nút G này thành một cái mức DPI thấp hơn. Bạn bấm vào giữ, lập tức DPI sẽ giảm về cái con số thấp hơn, cho các bạn cái độ nhạy giảm đi để di chuột nó chậm và chính xác hơn để bắn sniper cho chuẩn. Cái này thì mình thấy rất là nhiều người thích dùng. Còn mình thì không, mình thường chơi các cái game mà nó sẽ có sẵn cái chỉnh DPI khi ngắm scope lên rồi. Cái này thì chơi CS:GO các bạn rất là hợp lý này, có thể bấm vào giữ để giảm tốc độ DPI ngay lập tức cho các bạn cái cảm giác ngắm nó chính xác hơn. Và con chuột của chúng ta thì vẫn có cái con lăn hyper fast scrolling. Lúc lăn bình thường thì tiếng nó sẽ như vậy. Và khi bấm nút này, đó, bật cái hyper fast scrolling lên thì nó sẽ lăn rất là nhanh, giúp các bạn di chuyển trong web một cách tiện lợi hơn. Về cảm biến này thì như Logitech có nói rằng đây là một trong những cảm biến chính xác nhất trên thế giới hiện tại, và nó sẽ không thua kém gì, thậm chí nó còn tốt hơn cảm biến của PixArt 3366 nằm trong con chuột G502 nguyên gốc đây. Thì các bạn hoàn toàn thể yên tâm về độ tracking và sự chính xác của nó. Và ngoài ra ấy, thì thậm chí nó còn có độ nhỉnh hơn so với cảm biến 3366, là nó còn có cái IPS là 400 so với 300 trên G502. Nhưng mà vẫn có một cái nữa mà mình mong đợi Logitech làm ra, đó là một con chuột G502 không dây. Chúng ta có rất nhiều chuột không dây của Logitech rồi, thậm chí cả dòng cao cấp cũng có G900, G903. Nhưng mà mình rất thích cái form của G502, từ những cái vị trí nút bấm đến cảm giác cầm trong tay và cái tính năng nó đem lại. Thì rất hy vọng rằng sớm hay muộn Logitech sẽ làm ra một chiếc G502 Hero không dây, sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và chúng ta có thể nói rằng G502 Hero sẽ làm phiên bản nâng cấp nhẹ của G502 Protect Score và Protect Spectrum. Thì chúng ta vẫn có LED RGB, có những cái form cơ bản như vậy mà rất nhiều người yêu thích, có đầy đủ các loại nút phần mềm, cho chúng ta một cái sợi dây mảnh hơn, mềm mại hơn và bền hơn, cũng như là cho các bạn thêm một cảm biến mắt mới với DPI cũng như là cái IPS nó cao hơn. Thì nếu các bạn đang dùng một chiếc G502 rồi thì mình chưa thấy một cái lý do chính đáng nào đó để nâng cấp lên G502 Hero cả. Nhưng mà nếu các bạn đang tìm cho mình một con chuột với nhiều chức năng, cực kỳ nhiều nút, form cầm rất thoải mái cho những người dùng palm hoặc là fingertip có thể dùng được, và cũng như là cái mắt đọc cực kỳ tốt và phần mềm hỗ trợ cực kỳ thông minh, thì các bạn hoàn toàn có thể múc ngay vào chiếc G502 Hero. Còn nếu mà dùng G502 thường rồi thì mình nghĩ rằng vẫn chưa có lý do gì nâng cấp cả. Thì đó là con chuột G502 Hero. Hy vọng mọi người thấy video thú vị và vui vẻ. Nếu muốn mua cho bản thân một con chuột giống như thế này thì hoàn toàn để tham khảo link anphatpc.com.vn dưới phần mô tả video. Và mình là Cắm Lợn. Xin chào anh em và hẹn gặp lại trong các video khác.